Gia cảnh sau nữ Cbiz, bố Lưu Diệc Phi là phó giáo sư tại Đại học Vũ Hán, Tôn Lệ sống lang thang cùng mẹ, không có thịt mà ăn. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh chính thức bước chân vào giới giải trí từ năm 2006 và được mọi người biết đến rộng rãi khoảng 5 năm sau bằng hàng loạt tác phẩm Cung Tỏa Tâm Ngọc, Lục Trinh Truyền Kỳ, v.v. Dù trở thành nữ hoàng rating, tiểu hoa vô cùng nổi tiếng hiện nay, nhưng người đẹp chưa bao giờ che giấu bối cảnh gia đình mình khi thẳng thắn thừa nhận họ đều là nông dân. Được biết, ngoài việc làm nông, bố của Triệu Lệ Dĩnh còn từng là cảnh sát địa phương, còn mẹ cô cũng từng làm nhân viên bán hàng bách hóa. Bởi thế, khán giả rất ngưỡng mộ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Dĩnh tỷ khi xuất thân gia đình có chút khó khăn, không phải là con nhà nòi, nhưng vẫn đạt được vị trí như ngày hôm nay. Thư Kỳ. Thư Kỳ xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. Cô từng bỏ học, đánh nhau, vì nghèo nên mới dấn thân trên con đường trở thành minh tinh phim táo bạo. Cũng may, sau khi có danh tiếng, nữ diễn viên dần từ bỏ, lựa chọn con đường đúng đắn cho mình. Cuộc sống hiện tại của nàng đại hoa vô cùng hạnh phúc bên ông xã Phùng Đức Luân. Người hâm mộ thấy Thư Kỳ cũng là một bằng chứng cho nghị lực vươn lên số phận. Chỉ là cách làm của người đẹp có phần gây tranh cãi, nhưng quá khứ thì nên cho qua. Dù sao bây giờ Thư Kỳ cũng đã lừng lẫy với những tác phẩm xuất sắc và nhiều vai diễn để đời. Tôn Lệ. Được biết Tôn Lệ được sinh ra ở khu ổ chuột nổi tiếng của Thượng Hải. Gia cảnh không tốt, hôn nhân của bố mẹ Tôn Lệ từng xuất hiện nguy cơ tan vỡ. Một lần nguyên nhân vì mẹ ủng hộ cô theo học vũ đạo, nhưng bố lại muốn con gái chăm chỉ học tập. Sau khi bố mẹ ly hôn, Tôn Lệ theo mẹ sống cuộc sống nay đây mai đó suốt 7 năm trời. Mẹ bị đuổi việc, tiền bố chu cấp không nhiều, cuộc sống của Tôn Lệ khi ấy vô cùng khó khăn, đến thịt cũng không có mà ăn. Và rồi nữ hoàng rating đã bén duyên với màn ảnh, dần dần từng bước đạt được vị trí sau hạng A như ngày hôm nay. Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á từ nhỏ lớn lên ở Tân Cương, trời sinh khí chất phi phàm, sở hữu khuôn mặt nữ thần vạn người mê, luôn là niềm kỳ vọng to lớn của bố mẹ. Hai người họ dạy dỗ cô vô cùng nghiêm khắc. Bố của Đồng Lệ Á là phó hội trưởng Hiệp hội Âm nhạc Tân Cương, còn mẹ cô là phó giáo sư khoa thanh nhạc Học viện Tân Cương. Có thể nói nữ diễn viên xuất thân trong gia đình nghệ thuật, ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ bước tiếp con đường của cha mẹ. Chỉ khác ở chỗ, cô không theo nghiệp âm nhạc mà theo nghiệp diễn xuất. Lưu Diệc Phi. Được biết, bố của Lưu Diệc Phi là ông An Thiếu Khang, tinh thông tiếng Pháp, từng đảm nhận vị trí giáo sư tiếng Pháp trường Đại học Vũ Hán, hiện tại thành thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Sau khi bố mẹ ly hôn, Lưu Diệc Phi theo mẹ sang Mỹ. Theo truyền thông nhiều lần tiết lộ, Lưu Diệc Phi sở hữu căn biệt thự diện tích hơn 10.000 m2. Căn nhà này có khu vườn đủ rộng để làm sân bóng 7 người. Ngoài ra còn có phòng phụ đạo và phòng chơi piano. Có thể thấy xuất phát điểm gia thế của mỗi người không giống nhau và ngay cả giới showbiz cũng không phải ai cũng giàu sang ngay từ đầu. Cuộc sống lúc nhỏ của Tôn Lệ và Lưu Diệc Phi đại diện cho khoảng cách giàu nghèo rõ rệt của tầng lớp xã hội hiện nay. Nhưng giờ đây họ đều thành công, có được chỗ đứng nhất định cho riêng mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn. Yeah.